Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm về tử vi nhân tướng học thì mỗi bộ phận trên cơ thể người phụ nữ có ẩn chứa nhiều cái ý nghĩa nhất định về cái vận mệnh của họ. Trong đó một số bộ phận rất đặc biệt như lông mày, đôi môi, miệng hoặc là gò má là một trong những cái nét tướng mà quan trọng nhất, ảnh hưởng rất lớn đến cái vận thế, đến cái vận mệnh tình duyên của những người phụ nữ. Theo nhân tướng học và những kinh nghiệm của dân gian thì người phụ nữ có những nét tướng này thì chỉ tốt cho họ nhưng lại cực hại cho chồng con. Dù sở hữu cuộc sống sung sướng, thành công, nhưng khi kết hôn thì sát khí của những nét tướng này lại khiến cho chồng bạn lâm vào cái cảnh là sát nghiệp hoặc là gì, thậm chí lên đến vong mạng. Vậy đó là những nét tướng nào? Liệu có cách nào để hóa giải hay không thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là người phụ nữ có đôi môi dày và miệng rộng. Thì người xưa có câu là đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng thì tan hoang cửa nhà, để nói rằng người phụ nữ có miệng rộng sẽ là thường gây cái họa thị phi và dễ khiến cho các mối quan hệ xung quanh mình trở nên là gì, bất hòa và mâu thuẫn. Dù là họ không cố ý tạo nên nhưng mà những cái kịch tính ấy vẫn cứ thể xảy ra với bản mệnh. Chính vì cái tôi quá cao khiến cho cái miệng của người phụ nữ không biết nhún nhường, không khéo léo và khi giao tiếp sẽ gây ra những cái tai họa. Chưa kể là đến cái cặp môi dày là nét tướng của người phụ nữ tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp, không biết cách tiết kiệm. Nếu đỡ lấy phải những người phụ nữ này về làm vợ thì đàn ông dù giàu mấy thì cũng dễ sạt nghiệp, dễ là một cảnh gì, tay trắng. Đó là người phụ nữ đầu tiên. Người thứ hai là những người phụ nữ có gò má cao. Theo như tướng học thì những người phụ nữ có gò má cao là những người dễ thành công trong sự nghiệp và thăng tiến một cách nhanh chóng và sở hữu được cái khối lượng tài sản lớn từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên thì chính vì là họ tài giỏi, chính vì họ khôn khéo nên là họ lại hay là xem thường chồng, và đã không khích lệ thì thôi lại còn dè bỉu mỉa mai, khiến cho cái cuộc hôn nhân thường là không được trọn vẹn và dễ vào lâm vào tình trạng đổ vỡ. Nếu sở hữu cái gò má cao cộng thêm cái gương mặt gầy hóp thì đấy chính là cái điềm báo vận xui cả đời. Những người này không chỉ gặp phải những cái điều không may mắn mà còn khiến cho những người xung quanh, đặc biệt là chồng, gánh phải cái họa sát thân. Đó là phụ nữ thứ hai. Mẫu phụ nữ thứ ba là những người có chóp mũi cao. Chóp mũi cao và nhọn có thể là một cái mũi đẹp về cái mặt thẩm mỹ, mang lại cái sự sang trọng, mang lại cái sự thanh thoát cho những người nữ giới, nhưng lại là nét tướng không tốt trong nhân tướng học. Phụ nữ có những cái mũi này thì thường là gian trá, thường là điêu ngoa, luôn toan tính trong mọi chuyện, kể cả các chuyện tình yêu và hôn nhân. Họ sống trong vật chất và đua đòi, không thèm quan tâm đến chồng phải cực khổ như thế nào, không cần quan tâm đến chồng mệt mỏi như thế nào. Họ chỉ muốn ngồi chơi hưởng phước, sống trong cảnh nhung lụa nhưng lại lười lao động. Con nhà lính mà tính nhà quan. Một khi mà chồng không đáp ứng được thì họ sẽ sẵn sàng phản bội một cách không thương tiếc. Đó là mẫu người phụ nữ thứ ba. Mẫu người phụ nữ thứ tư là những người phụ nữ có lông mày hình móc cong. Một cặp lông mày với phần đuôi cong và móc vào phía trong thì là nét của tướng phụ nữ sát phu. Dù là khôn ngoan chăm chỉ, có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này lại hay so sánh chồng với người khác, đứng núi này mà trông núi nọ. Dù đã có chồng con, đã lập gia đình nhưng mà họ vẫn thầm tư tưởng đến những người đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Vậy nên họ không bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, toàn tâm toàn ý nuôi dạy con, mà càng không vun vén đến cái chuyện gia đình. Đàn ông nên cân nhắc cẩn thận trước khi mà lấy họ làm vợ, kẻo không thì lại tan cửa nát nhà. Đó là mẫu người phụ nữ thứ tư. Tiếp theo đến mẫu thứ năm là những người phụ nữ có đuôi mắt cong vẩy. Đuôi mắt cong vẩy ở đây có nghĩa là phần đuôi mắt bẩm sinh đã tạo thành những cái đường cong và vẩy lên so với tổng thể của đôi mắt người phụ nữ. Phụ nữ có đuôi mắt như trên cùng với là con người tròn to, linh hoạt, mắt hay đảo đi đảo lại thì thường là những người không trung thực, những người giả hoạt. Trong cuộc sống nói chung thì các bạn nên cẩn thận với những mẫu phụ nữ này. Họ còn là kiểu người phụ nữ là ném đá giấu tay với đồng nghiệp, với bạn bè. Trong tình yêu thì lại hay chơi trò chơi bắt cá hai tay để lựa chọn ra những người đàn ông mà phù hợp với mình. Lấy người phụ nữ này làm vợ thì e rằng là cuộc sống hôn nhân cũng sẽ không được hạnh phúc và sẽ gặp nhiều cái sóng gió về sau. Tiếp theo là mẫu người phụ nữ thứ sáu là mũi quá nhỏ và nhọn. Mũi thon gọn là mơ ước của rất nhiều cái cô gái, nhưng nếu mà gặp cái cặp mũi mà nhỏ gọn, quá nhỏ thì nó không hài hòa với tổng thể của khuôn mặt, thì là đặc điểm nhận dạng không được cái cắt lợi. Theo nhân tướng học thì tuyết người phụ nữ này khá dễ nhìn, dễ được làm người, tính tình thì ưa nhìn dễ mến, nhưng mà thực ra họ rất dễ chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu mà không biết giữ mình thì họ sẽ rơi vào cái cạm bẫy của tình yêu và dễ bị tha hóa bởi những đồng tiền. Nhưng mà họ khó lòng thay đổi được vì cái tính ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cái tôi của cá nhân. Người như vậy thì e rằng là không biết đồng cam cũng khổ và sẻ chia với chồng khi mà xa cơ lỡ vận. Vậy nên đây cũng là một mẫu người phụ nữ mà không nên lấy làm vợ. Tiếp theo, mẫu người phụ nữ thứ 7 là mẫu người phụ nữ có môi trái và môi phải là không đều nhau. Cô gái nào mà khi mà nhìn trực diện ấy, mà nửa bên trái môi dày hơn nửa bên phải, hoặc là gì có thể là do khuôn mặt bị lệch, thì cộng với cái đôi môi mà chưa được đủ hoàn thiện ấy, thì khiến người khác nhìn vào cảm thấy là gì, hai bên nó bị lệch nhau. Thì theo quan niệm về nhân tướng học cho rằng những người phụ nữ như thế này thuộc loại tiếp người là thường là những người lẳng lơ, đến 99% là lẳng lơ. Ngoài ra người xưa cũng cho rằng phụ nữ mà có tướng mạo kiểu này thì rất dễ nảy sinh cái quan hệ ngoài luồng với những người khác giới. Vậy nên là trong cái chuyện hôn nhân ấy thì thường bị cái tình trạng là cơm không lành mà canh không ngọt. Những người nam cần phải cẩn thận chú ý thật khéo léo để cái ngọn lửa tình yêu luôn được mặn nồng và đủ ấm áp. Nếu mà không khéo léo thì rất dễ xảy ra cái tình trạng là ngoài luồng và gia đình lại tan vỡ. Đó là người phụ nữ thứ 7. Mẫu thứ 8 đó là những người phụ nữ có mắt như mắt cáo. Mắt cáo là một cái dạng mắt mà có đầu mắt thì thấp mà khóe mắt thì tròn và đuôi mắt thì hơi xếch lên một chút. Phụ nữ như vậy ấy, thì thường là rất cuốn hút những người khác phái. Ưu điểm của họ là trung thủy trong tình yêu, nhưng đôi khi thì lại ghen tuông quá đà. Những người nam thì ngay từ khi đang yêu ấy, và đến khi kết hôn ấy, thì thường xuyên bị người yêu quản lý rất là chặt chẽ, thiếu đi cái không gian và thiếu đi cái không gian riêng của mình, nên là trong hôn nhân rất dễ rơi vào cái tình trạng ngột ngạt, bức xúc, bức bối và không có tiếng nói chung nếu mà thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Vậy nên là các bạn khi mà lấy cô nàng này về làm vợ thì cũng phải hết sức cẩn thận. Tiếp theo là những mẫu người phụ nữ thứ 9 là những người có hàm răng là không đều. Phụ nữ có hàm răng nhấp nhô mà không đều ấy, có răng nanh quá nhọn, hoặc là răng cửa xấu, hoặc là răng hàm xô xệch, thì trong tử vi phong thủy cũng được liệt kê vào những loại phụ nữ mà có nhân tướng xấu. Kiểu phụ nữ này thì rất hay đặt điều vào gièm pha, làm việc thì thiếu trung thực. Họ thường là không đi lên bằng cái năng lực và đôi chân của mình, và thường là dùng thủ đoạn để chiếm đoạt được cái vị trí đó. Những người này thì có thể giỏi che giấu, giỏi giấu giếm bản thân, giỏi đánh lừa nam giới, và họ rất dễ đánh lừa nam giới một cách nhất thời, khiến cho những người nam giới bị mê muội. Nhưng mà khi nhận ra được cái chân tướng thì sẽ rất dễ bị rũ bỏ một cách không thương tiếc đó, nếu như mà họ không biết hối cải. Đó là tướng phụ nữ thứ 9 chúng ta cần tránh. Tiếp theo là tướng phụ nữ thứ 10 là có lông mày đứt đoạn và không đều. Thì tướng lông mày hai bên đậm nhạt khác nhau và bị đứt đoạn thì cũng bị coi là một cái nhân tướng xấu. Phụ nữ mà có kiểu lông mày như vậy thì rất dễ bị định vào cái tuýp người là gì? Thiếu chủ kiến, làm việc thì thiếu kiên trì, bị lụy tình trong tình yêu, và thì tính tình thì thất thường, sớm nắng chiều mưa. Họ dễ khiến cho nam giới khốn khổ, dễ khiến cho nam giới mệt mỏi, và vô tình gì khiến cho hôn nhân bị rạn nứt mà họ cũng không hề hay biết. Đó là mẫu người phụ nữ thứ 10. 11 là những người phụ nữ có lông mày cách xa nhau. Thưa quý vị, lông mày của những người bình thường thì thường không cách xa nhau quá 2 ngón tay. Nếu mà những người phụ nữ mà có lông mày mà cách xa nhau quá thì cái phần đuôi mắt bị cụp xuống thành hình chữ bát, và là tuýp người của dân gian xưa vẫn nhận định là gì? Quá đam mê về vật chất, thích giao du, và họ giao du lại không có chọn lọc. Họ thuộc tuýp phụ nữ là nhẹ dạ cả tin, dễ chuốc họa tiền tài cho gia đình, và sau khi được yên bề gia thất, vì chọn trao gửi cái niềm tin nhầm chỗ nên dễ thường là bị lừa gạt. Nam giới chọn người phụ nữ này làm vợ cũng cần phải cẩn trọng đến cái chuyện tiền nong, nên gì? Giúp đỡ vợ trong cái việc chọn bạn mà chơi. Đó là mẫu người thứ 11. Mẫu người thứ 12 là những người phụ nữ có mũi gãy. Người phụ nữ có mũi mà gồ ghề ấy, sống mũi không thẳng ấy, thì tính tình thường là những người mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, và gì? Là những người cực kỳ hiếu thắng. Cái chuyện vợ chồng trong nhà cũng chính vì thế mà gì? Mà khó có thể là bảo ban được nhau. Vậy nên là gì? Tuýp người phụ nữ này thì là quá cố chấp và luôn thì khiến cho người khác, khiến cho bạn đời của mình phải mệt mỏi và khó lòng thỏa hiệp được. Kể cả chuyện kinh tế cũng như là chuyện hôn nhân thì cũng khó lòng mà được yên ấm, được bình an. Đó là mẫu người phụ nữ thứ 12. Và mẫu người phụ nữ cuối cùng là có mắt tam bạch. Mắt tam bạch có nghĩa là gì? cái phần tròng mắt trắng ở trong này chiếm nhiều ưu thế hơn là so với cái lòng đen. Cái khu vực xung quanh tròng mắt thì bị thu hẹp lại và nhường chỗ cho lòng trắng, khiến cho tròng đen bị bao bọc thành gọi là mắt tam bạch. Đấy. Phụ nữ mắt tam bạch thì thường là có số đào hoa hay lăng nhăng và khó chung thủy với một người. Với những người đàn ông mà gặp những người phụ nữ này thì thường là cũng khó lòng mà thoát khỏi đó. Kể cả khi lấy chồng rồi thì họ cũng sẵn sàng cắm sừng, đôi sừng lên đầu chồng mình, sẵn sàng bỏ chồng bỏ con để mà đi giao du với người khác. Đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về 13 nét tướng người phụ nữ không nên lấy làm vợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.